xin giới thiệu với các bạn, đây là dĩa cơm Dương Châu. Và sau đây là công đoạn chúng ta sơ chế nguyên liệu để chuẩn bị chiên cơm. Mình sẽ đem đi luộc nha em. Thay vì mình sẽ em chiên nhưng mà cô sẽ luộc cho lạc sưởng nó mềm và nó bớt cái dầu mỡ đi nha. Đúng không? Mình luộc nó nổi cạn nước rất là đến mà khi mà cạn nước cái phần này thôi. Mình luộc rau củ này hả chị? Đúng rồi em. À, mình nước sôi thì mình sẽ cho, trước khi mình lấy thì mình sẽ cho muối nè. Và một ít đường qua nha. Đậu thì muốn cho có màu sắc đẹp á thì mình sẽ cho một ít dầu ăn vô nha. Cho một ít dầu ăn vô trong đây. Và đậu với lại cà rốt mình sẽ luộc riêng, tại vì cái đậu thì nó sẽ nhanh chín, mình luộc làm sao mà cho nó có độ giòn ha. Còn độ giòn mà màu sắc nó đẹp nha. Rồi như vậy thì mình sẽ chuẩn bị một cái tô nước đá. Em chuẩn bị tô nước đá đi. Nó vừa chín vậy thôi ha, em bớt nó ra đi, đừng cho nó chín quá. Tô đó là tô nước đá hả cô? Đá đúng rồi đó em, cho nó vào thơm đá à. Cho nó giữ màu sắc vẫn này là nó giòn ha. Vậy nếu mà làm muốn thì sao? Luộc cái này có khác đi luộc đậu không cô? Có bỏ gì không cô? Trong cái nước luộc, tất cả các loại nước luộc cho rau củ thì mình có niêm hết em. Cái nào mình cũng phải niêm một ít đường và một ít muối vô ha. Để cho nó thấm vô cái củ quả nó không bị nhạt đi. Rồi cái phần trứng này em đánh đều cho nó ra giùm cô ha. Ở đây thì mình sẽ cho một ít màu đều vô và một ít gia vị vô. Ví dụ như là cô sẽ cho một ít bột ngọt nè, một ít hạt nêm vô, rồi với một ít tiêu vô, em đánh đều nó lên, một ít tiêu vô, rồi đánh đều nó lên vô. Rồi em đánh đều xong cái phần đó thì em sẽ đi chén qua cho cô ha, chén dầu thôi. Và một cho trước tiên là mình sẽ cho khoảng một muỗng đi, rồi mình sẽ chén cho cái chảo nó nóng đều và mình đổ hết cái phần dầu đó ra. Chán đều rồi đổ dầu cái chảo này ra đổ cô hả cô? Đổ nghe lại hết luôn. Rồi em đổ hết cái dầu nó ra lại. Đúng rồi, chắc hết nó ra. Rồi để lên bếp lại. Chán hai lần. Một lần một duy nhất thôi. Rồi em chán đều một lần thôi. Bây giờ trước khi cho vô, trước khi mình cho vô mà muốn cho cái trứng nó đều, cái trong cái tô này nó không có bị giống như là nó bị nhầy nhầy cái phần chồng trắng mà nó đỡ mình đánh chưa đều đó, thì em cứ đánh theo tay mình khi mình cho nó vô. Đó, nó xuống hết trơn luôn thấy không? Rồi xoay đều đó. Nghĩa là mình vừa đánh vừa đổ. Đúng rồi, vừa đánh vừa đổ. Tròn dữ nè. Mình để cái lưỡi nhỏ lại tí xíu đi để cho nó gáo cái phần mặt này. Bắt đầu cho em xay nó vậy để cho nó khô đều đó. Cô chào tất cả các bạn nha. Hôm nay cô hướng dẫn cho các em làm cái món cơm chiên Dương Châu ha. Cơm chiên Dương Châu thì ở đây mình đặc biệt của nó thì mình phải có cái cơm để mà xốp cơm. Ví dụ như là cái cơm mềm quá thì em trộn cơm chiên cơm nó sẽ không ngon. Và cơm ở đây là nó sẽ xốp cơm giống vậy nha. Cơm xốp nhưng mà mềm chứ không có khô ha. Rồi, ở đây thì cô có 250g gạo nấu cho một bàn tiệc 10 người ăn
nha. Thì nguyên liệu ở đây mình gồm có khoảng 50g tôm khô nè, và khoảng 50g đậu que ha. Và đậu que hay đậu Hà Lan cũng được, tùy em thích nha. Và ở đây là cô sẽ có lạp xưởng và xúc xích. Rồi ở đây là trứng, mình sẽ sắc hạt lựu, cà rốt. Và ở đây sẽ có một ít hành lá sắc nhuyễn và hành tây ha. Thì tất cả các nguyên liệu này mình sẽ trộn chung vô cái phần cơm này cũng được, hoặc là mình tách rời ra mình cho riêng cũng được. Thì trước khi mình làm cái phần này mình sẽ trộn cơm trước nha. Thì bây giờ em trộn cơm vô dùm cô đi. Trước tiên là mình sẽ cho đường khoảng 1 muỗng cà phê đường. Rồi, hạt nêm khoảng 2 muỗng cà phê hạt nêm. 2 muỗng này luôn. Rồi, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Một ít hành lá. Nửa nha, lấy nữa. Rồi, mình trộn đều cái phần cơm đó lên. Trộn đều lên đi. Em trộn đều, trước tiên là mình sẽ trộn đều trước cái phần gia vị. Rồi sau đó mình mới cho một ít màu đều vô ha. Để trộn cái màu đều vô. Và cái đậu này nè, cái đậu và cái cà rốt này nè, thì mình sẽ luộc trước ha. Mà luộc như lúc mấy bữa trước cô chỉ vậy đó, là mình luộc mình phải nêm gia vị vào nước nè. Và thứ hai là mình phải cho một ít nước đá dự chuẩn bị để mà mình vớt ra. Luộc không cho mềm quá nha, nó vừa còn cái độ giòn thôi. Khi mình chiên cơm lên thì cơm nó sẽ ngon, nó hòa quyện với nhau đúng không. Và ở đây cô sẽ cho thêm một ít dầu ăn, khoảng 1/2 muỗng canh dầu ăn nè. Màu đều nè, màu đều thì đầu tiên mình đừng có cho màu nó đậm quá, mình cho ít đi. Rồi khi nữa mình chiên cái phần cơm lên á thì mình cảm thấy nó được rồi thì thôi. Tại vì cái màu đều, tùy cái loại màu đều, ví dụ như em thắng mà nó lỡ tay nó bị vàng quá, mình cho nhiều thì nó sẽ màu nhiều quá, nhìn thấy ngán lắm. Trộn cho nó đều lên. Rồi, trộn hết cái này lên đều lên là được rồi. Trộn đều cái phần cơm này rồi thì bắt đầu mình sẽ đi chiên rang cơm. Rang cơm thì mình không có trộn tất cả nguyên liệu này chung, mà mình rang, mình khi mình rang mình cho lần lượt từng phần vô ha. Và mình sẽ cho vào đó khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Và dầu nóng thì mình sẽ cho cái phần hành tây mà sắc hạt lựu nè, và tỏi băm ha. Tỏi băm vào mình chiên cho nó thơm lên. Xưởng này lúc nãy mình cũng có luộc rồi ha. Rồi mình cắt hạt lựu rồi, nhưng bây giờ mình sẽ cho nó vô lại cho nó thơm hành, thơm tỏi nè. Rồi xúc xích nè. Rồi cái tiếp là mình sẽ cho cái phần cơm vô. Thank you.
rồi phần cơm nó vô mình lại về thì mình cho hết cái hỗn hợp này vô ha. Cà rốt nè, trứng cắt thật lũ luôn, đậu luôn. Cơm mà nó gáo nó tơi cơm ra thì mình sẽ đập xuống một cái trứng này. Đây tôi sẽ cho lên một cái trứng nữa rồi em cho đánh đều cái trứng ra. Để mình tăng thêm cái độ béo cho cơm á thì nó sẽ có cái trứng thì nó bám vào cơm nó béo ha. Rồi mình không sử dụng dầu nhiều mà cơm nó vẫn bóng và nó vẫn béo cơm ngon. Cơm này cơm Dương Châu hả cô? Cơm Dương Châu ơi. À cơm này là mình xuất xứ của Trung Quốc hả cô? Đúng rồi. Rồi mình đem cái nồi cơm mà nó khô luôn nha, nó ngáo cơm mới xong cơm lại thì mình lấy là xong nha. Cơm mình xong xong rồi đúng không? Không hoàn chỉnh rồi thì bây giờ mình sẽ cho phần hành lá đi thêm. Rồi. Rồi, ta cho nó thêm hành lá nữa là được ha. Cơm rồi đó. Thơm rồi mình tắt bếp ra cô. Đúng rồi. Nó thơm nó dán mà mình nó tắt bếp cái này. Rồi thì cái món cơm chiên Dương Châu hôm nay của mình đã hoàn thành ha. Em nhìn hấp dẫn không? Vừa màu sắc ha, mà mình trang trí lên cho một bàn tiệc như vậy là nhìn quá hấp dẫn rồi đó không? Thì đây thì cô cũng chúc các em làm được cái một món ngon lành như cô nha. Và chào tạm biệt, hẹn gặp lại.